Xin chào toàn thể các bác, các anh em. Buổi sáng nay thì em cài rất nhiều những chiếc vang số để mà gửi cho các bạn anh em đặt mua, cũng như những chiếc vang số mà các bác anh em gửi đến căn trình, để cho các bác anh em có thể là tin tưởng được rằng là em ngồi tại nhà nhưng mà em vẫn làm được cho các bác anh em khá hay. Bởi vì thông qua những cái phản hồi của các anh em khi mà mua hay là gửi vang số đến căn trình, thì đây là một chú em cũng ở Đồng Nai, và chú em này thì có mua của em một chiếc vang số Shiso VS360. Ngoài cái tiền mà chú này đã thanh toán cho bưu điện rồi, thì chú em này còn bồi dưỡng thêm tiền khi mà em làm chất âm ở trên chiếc vang số này khá hay. Thì hôm nay thì em cũng cài một chiếc Shiso VS360 để gửi cho một chú em ở Đồng Nai. Thì đối với dòng Shiso VS360 ấy, thì em cũng rất hiểu một cái dòng vang số mà chất âm thì nó sạch sẽ chi tiết, phần effect sạch sẽ chi tiết, phần âm sắc sáng sạch, chất âm tròn gọn. Giữa Shiso T3 và Shiso VS360 ấy thì nó có những cái khác nhau. Giả dụ như là chiếc T3 của cái bác ở Bắc Giang gửi đến căn trình kia, thì T3 nó có một cái đặc tính là nó lại là nịnh giọng hơn so với Shiso VS360. Nhưng mà bởi vì chú gửi cái bộ mic này đến để cho em căn chỉnh, cho nên rằng là trong cái quá trình mà vừa cùng một lúc là vừa căn chỉnh vừa T3 vừa VS60, thì em cảm nhận rằng là cái bộ mic này sẽ hợp với lại Shiso VS360 hơn, Shiso VS360 hơn. Thì vấn đề về mic ấy thì nó cũng có liên quan đến vấn đề âm sắc, cho nên rằng là khi mà sử dụng mic ấy thì là cũng có những cái bộ mic mà nó dư trầm hoặc là nó thiếu sáng, hoặc là có những bộ mic thì nó lại đanh tắt quá rời cao. Thì cái bộ mic này thì nó cũng tương tự như là mic Beyer. Bộ mic E3 này nó tự như mic Beyer, nó lợi về giải trung trầm, cho nên rằng là VS360 có lẽ rằng là nó sẽ hợp với lại bộ mic này hơn. Thì để cho các anh em có thể là tin tưởng để mà mua, bởi vì thông qua những cái phản hồi của các anh em khi mà mua vang số cũng như là gửi vang số căn chỉnh, và cũng để cho một số anh em thợ trẻ mà theo lý thuyết ấy có thể tham khảo, bởi vì đôi khi là máy móc chỉ là máy móc thôi, chứ còn để làm được chất âm mà nó mềm mại rồi chi tiết dễ hát ấy, thì nó là cái vấn đề effect chứ không phải là vấn đề máy móc. Nhiều khi là như vậy, là mang máy móc đến nhà nhưng không giải quyết được việc. Và có một chú em như thế này này, chú em này thì là chú ấy cũng hay xem em chia sẻ các video căn chỉnh vang số, thì chú có áp dụng căn chỉnh, và chú ấy có áp dụng vào ngày hôm qua chú ấy hát thử. Thì tức là đây là một chú em mà gọi là đam mê về ca hát, và cũng có tham khảo những cái phương pháp căn chỉnh mà em đã chia sẻ trên kênh ấy. Chú này cũng tự mình căn chỉnh nhưng mà cũng có một chất âm khá hay. Thế còn khi mà đã gửi đến cho em căn chỉnh, hoặc là các bác anh em mua vang số, thì có lẽ là đạt một cái hiệu quả cao hơn. Thì đây là chất âm ở trên chiếc Shiso VS360 này, sẽ cài cho chú em ở Đồng Nai. Và là chú này là gửi cái bộ mic E3 Q100. Thì thường là trên dòng VS360 thì em làm là hai đường mic riêng biệt. Mỗi một đường mic này sẽ có 4 chế độ effect khác nhau này. Đây là chế độ số 1 này. Chế độ số 1. 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 7 2 3 5 6 1 2. Thì nói về căn chỉnh vang số ấy, thì về cái noise gate này, nó có liên quan đến chất âm của phần mic này. Thế cho nên nhiều anh em thợ trẻ ấy, mang máy móc đến nhà ấy, cứ làm cái giải quay dơ, nhưng mà nhiều cái phần mà nó có sẽ ảnh hưởng đến cái chất âm. Ngay đơn giản như cái noise gate ở trong phần music hay là noise gate ở phần mic như này, là nó cũng có ảnh hưởng đến chất âm của phần mic. Chế độ số 2 này. Chế độ số 2 để sáng tiếng hơn. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 4 4 7 10 2 3 5 1 2. Và chế độ thứ 3. Theo yêu cầu của chú này ấy, thì là chú cần một chế độ mà hỗ trợ giọng hát, cho nên làm chế độ số 3. 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 6 7 7 8 9 10 4 4 7 10 2 3 5 6 1 1 2 1 1 2. Thì rõ ràng ở chế độ số 3 này ấy, là cái effect nó hơi nhiều một chút. Và chế độ thứ 4 là chế độ revert này. 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 4, 7, 10, 2, 3, 5, 6, 9, 1, 2, 6, 9. Ở đây là em đang thử trên đường mic số 1 nhé. Thế còn đường mic số 2 thì nó có 4 chế độ effect khác nhau nữa. Tức là trên dòng Shiso VFS60 ấy, là có thể làm được 8 hiệu ứng effect. Trong đó là mic A này 4 hiệu ứng này và mic B là 4 hiệu ứng. Tức là tổng cộng là 8 hiệu ứng effect ở trên cái dòng Shiso VFS60. Và các bác vừa nghe được cái chất âm mà em test thử ở trên cái dòng vang số Shiso VFS60. Thì khi mà chúng ta làm ấy, thì những cái mục mà nó liên quan đến mic, giả dụ như noise gate này, nó liên quan này. Thế rồi cái phe tuner, trong cái mục phe tuner này nó cũng có ảnh hưởng đến cái chất âm của cái phần mic, phần music. Thế rồi nhiều cái chế độ nâng cao khác nữa như là chế độ locatelon. Cho nên rằng là nhiều khi anh em thợ ấy, vác máy móc đến ấy, nhưng mà chỉ là trên lý thuyết thôi. Chứ còn nhiều cái chức năng trên vang số khi còn chưa hiểu hết. Thì làm sao mà căn chỉnh cho các bác anh em hay được. Thì kể cả em ngồi tại nhà thôi, nhưng mà vẫn có những các bác anh em khi mà mua vang số ấy, hài lòng thì lại hưởng thêm tiền, gọi là bồi dưỡng thêm cái tiền cà phê. Thế cho nên rằng là một cái điều mà em có thể là tự tin để mà chia sẻ các anh em, cũng như là có thể là tự tin để mà giới thiệu các anh em, để các anh em có thể là gửi vang số căn chỉnh cũng như là mua vang số. Đây là những cái phản hồi của khách hàng khi mà em bán vang số cho khách hàng, và thậm chí là còn được thưởng thêm tiền. Thì đây nó cũng là một cái minh chứng cho cái việc mà ngồi tại nhà tại chỗ căn chỉnh chiếc vang số này.